FIFA cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam. Trang FIFA Women's World Cup viết thông điệp ngắn gọn chia tay với đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung, cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi lượt trận cuối cùng của bảng E khép lại, trang chủ vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã đăng tải dòng trạng thái tri ân đội tuyển nữ Việt Nam. Trang FIFA Women's World Cup viết thông điệp ngắn gọn chia tay với đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung, cảm ơn Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể chống đỡ trước các ngôi sao có đẳng cấp vượt trội của Hà Lan. Cơn lốc màu da cam kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi bàn từ những pha phối hợp, dứt điểm rất đẹp mắt. Đội bóng của huấn luyện viên Henry Jonker giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm 7-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Qua đó, đội Hà Lan giành vé vào chơi vòng 16 đội với vị trí nhất bảng E, 7 điểm, hiệu số 7. Về phần mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam trân trọng cảm ơn người hâm mộ bóng đá nước nhà. Bà con kiều bào tại New Zealand và các nước, người hâm mộ quốc tế đã luôn đồng hành, sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Trong quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ Việt Nam nói riêng luôn cần sự đồng hành của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chúng ta hãy cùng chung sức xây dựng bóng đá Việt Nam phát triển vững chắc, để lá cờ Việt Nam tiếp tục tung bay tại các đấu trường quốc tế. Phát biểu sau trận đấu, Dương Thị Vân chia sẻ, đội tuyển nữ Hà Lan có trình độ vượt trội. Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học sau trận đấu này cũng như cả giải đấu. Phải thẳng thắn nhìn nhận trình độ chuyên môn của chúng ta không bằng các đội cùng bảng. Tuy nhiên, chúng tôi tự hào vì luôn ra sân thi đấu với ý chí và tinh thần cao nhất. Dù thua không nản chí, chúng tôi sẽ cố gắng tốt hơn trong các hành trình sắp tới. Nói về hành trình tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, Dương Thị Vân cho biết, bản thân Vân và toàn đội rất tự hào khi đến World Cup. Vân cảm ơn người hâm mộ đã chia sẻ, động viên và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam. Hậu vệ Hoàng Thị Loan nói sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023, tôi rất vui khi cộng đồng người Việt Nam ở New Zealand cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Mặc dù chúng tôi đã thua cả 3 trận nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự World Cup, tôi và các đồng đội có cơ hội học hỏi. Biết mình ở đâu, đối thủ như thế nào. Cảm ơn các khán giả đã luôn luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Trần Thị Hải Linh chia sẻ, tôi cảm thấy rất vui khi tham dự đấu trường lớn như World Cup. Chúng tôi sẽ học hỏi nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn. Tôi và toàn đội cảm ơn người hâm mộ rất nhiều vì đã đồng hành cùng đội thời gian qua. Hậu vệ Chương Thị Kiều tri ân cổ động viên, tôi rất vui khi toàn đội cố gắng hết World Cup này. Cảm ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ chúng tôi,